ông phát hiện điều đáng sợ khi đi săn, anh thấy con gấu xám phía sau đột nhiên lao về phía mình. Anh còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngã. Đối mặt với vật nghìn cân này, anh không hề có năng lực chống cự. Anh chỉ có thể vừa bị cắn nát vừa hét lên, mà âm thanh kích thích đến quái vật khiến móng vuốt sắc nhọn cào xé anh. Khi gấu xám bình tĩnh lại mà cơn ác mộng khủng khiếp vẫn chưa kết thúc. Gấu xám tưởng rằng con mồi đã chết, nó hấp tấp tuyên bố chủ quyền rồi chạy về phía đứa con. Glass chịu đựng cơn đau dữ dội, bò sang bên và cố gắng nhặt khẩu súng săn trên mặt đất. Anh biết gấu không thể rời đi nhanh như vậy, nghĩa là tính mạng vẫn đang gặp nguy hiểm. Mà cơn đau dữ dội khiến anh cảm thấy đuối sức, nhưng anh biết đây là cơ hội duy nhất. Lúc này, gấu xám lại bước tới, tiếng súng lại chọc tức con thú khổng lồ này. Viên đạn tuy găm trúng vào cơ thể gấu xám nhưng vẫn chưa đủ để giết chết nó, ngược lại khiến nó càng hung bạo hơn. Glass lại bị giày vò không thương tiếc, điên cuồng cắn vào lưng cho đến khi anh bị hất ra xa vài mét. Con mồi lại không có phản ứng, Glass nín thở và bắt đầu giả vờ chết. Nhưng gấu xám vẫn không chịu buông ra, nó dẫn giữ vật Glass lại và bắt đầu xác nhận lại sự sống chết của con mồi. Con gấu xám thở hổn hển mà không chịu rời đi, Glass cũng nhân cơ hội rút con dao ra. Lúc đối phương tấn công, Glass tìm thấy cơ hội thích hợp và bắt đầu đánh trả. May mắn rằng con gấu đã gục. Khi mọi người tới nơi, họ không thể tìm thấy anh. Sau khi cùng nhau hợp lực đẩy gấu xám ra, họ đã vô cùng sửng sốt trước những gì nhìn thấy. Có người cho rằng vết thương như vậy chỉ sống tới 1 giờ. Tuy nhiên, Glass đã sống sót qua một đêm bằng sức sống bền bỉ. Nhưng cả đội không thể dừng lại vì anh, bởi vì thổ dân địa phương là mối đe dọa lớn nhất. Ngày thứ hai vừa sáng, cả đội lại lên đường, chỉ có trở về doanh trại thì mới an toàn. Nick cứ thế được cáng lên, mặc dù sẽ ảnh hưởng tới tốc độ tiến lên của đội rất nhiều. Nhưng đội ngũ đều không phục sức sống bền bỉ của anh, không ai chịu từ bỏ. Tuy nhiên, lớp tuyết dưới chân ngày càng dày, tốc độ của đội cũng ngày càng chậm. Bọn họ dù cố thế cách nào cũng không lên được ngọn núi tuyết trước mặt. Hai người phụ trách điều tra cũng trình báo, bởi vì phía trước sụp đổ, bọn hắn buộc phải đi đường vòng. Đội trưởng đưa ra một quyết định gian nan và ra lệnh bịt mắt Glass. Nếu tiếp tục gánh anh, chắc chắn sẽ liên lụy đến toàn đội. Nhưng cuối cùng anh ta không thể ra tay, chàng trai trẻ tốt bụng và con trai Glass sẵn lòng lưu lại. Ngoài ra, đội trưởng còn lấy ra đồng tiền vàng và để lại gã thợ săn giàu kinh nghiệm. Nếu Glass thực sự không thể sống sót, hy vọng có thể tổ chức tang lễ đàng hoàng cho anh. Mà bốn người họ chỉ sống sót qua một đêm và gã thợ săn nóng lòng muốn đào huyệt. Nhưng chớp mắt 3 ngày sau, Glass vẫn rất kiên trí. Gã lấy cớ đuổi hai thanh niên đi. Sau đó, đến cạnh Glass và nói rằng nếu anh tiếp tục kiên trì sẽ hại chết con trai anh. Gã quyết định tiện anh một đoạn cuối. Nhưng lúc này con trai quay lại rút súng săn ra và hỏi gã tại sao lại làm như vậy. Nhưng không ngờ, đối phương đã tóm lấy cậu và trực tiếp lấy con dao đâm chết cậu. Glass tận mắt chứng kiến, nhưng vì cổ họng bị sức nên anh không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn con trai bị kéo đi, khi cậu bé kia quay lại cũng phát hiện con trai anh không có ở đây. Nhưng sau đó gã nói với cậu rằng vừa nhìn thấy người Arikara cách đó không xa. Nếu không rời đi sẽ bị chặt đứt đầu. Nói xong gã kéo Glass xuống hố và quyết định để anh tự sinh tự diệt. Cậu bé không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành để lại chai nước của mình cho Glass. Khát vọng sống sót mãnh liệt thêm thù hận khiến Glass chịu được cơn đau và bò ra ngoài. Anh biết nếu bị người Arikara phát hiện sẽ chết không chút nghi ngờ. Điều duy nhất có thể làm lúc này là nhanh trốn đi. Tuy nhiên, chưa được bao lâu anh đã nhìn thấy con trai mình nằm lạnh lẽo một bên. Ở bên kia, cậu trai cũng nhận ra điều không ổn. Rõ ràng tôi ở sông lấy nước không phát hiện ra gì. Anh thực sự thấy người Arikara sao? Bỏ súng xuống. Anh có nhìn thấy họ không? Không có, một người cũng không. Tại sao anh lừa tôi? Cậu bị đối phương một cước đoạt luôn vũ khí. Bây giờ Glass đã chết và tung tích cậu còn cũng không rõ. Gã cho rằng cách tốt nhất bây giờ là ngậm chặt miệng. Đợi khi cả hai quay về, họ sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng. Tuy nhiên, gã thợ săn không ngờ rằng trái tim báo thù của Glass đã cháy lên. Anh từ từ bỏ về trại thu thập những thiết bị có thể sử dụng được. Sau đó anh khoác áo lông bỏ về phía cái xác đã mục nát từ lâu. Glass làm gãy xương và từ đó lấy ra tủy. Mặc dù ôi thiêu đến bốc mùi khó chịu nhưng đó là thức ăn duy nhất có thể tìm được. Glass chật vật bò đến bờ sông, nhưng vừa định uống một ngụm nước sông thì lộ ra từ vết thương trên cổ. Anh bị nghẹn và ho dữ dội. Glass nhặt một nắm cỏ khô bên sông, sau đó đổ thuốc súng ra, bôi lên vết thương. Cuối cùng nhặt cây cam thảo đang cháy lên, chĩa thẳng vào cổ họng rồi ấn vào. Cơn đau khiến anh như ngất đi. Sau đó anh ăn xác thối để thỏa mãn cơn đói. Nếu muốn thoát khỏi vùng băng hoang vắng này thì phải tận dụng mọi nguồn lực. Glass muốn nghỉ ngơi ở đây vài ngày trước khi lên đường. Không ngờ anh gặp phải một nhóm người địa phương. Nếu bị đám người Arikara phát hiện, anh biết mình sẽ chết rất thảm. Anh buộc phải ẩn trong dòng nước bốt giá mà phía trên có rất đông người đứng. Mắt thấy sắp bị đối phương phát hiện, anh đành thuận theo dòng nước bơi đi, nhưng người trên bờ vẫn rút cung tên ra. Glass vội vàng lặn xuống nước. May thay anh lại thoát khỏi cơn mưa tên bay mà mối nguy hiểm lớn đang đợi phía trước. Anh ta bị dòng sông chảy xiết xô đổ, may thay Glass đã sống sót được. Men theo dòng nước rồi cũng lên được bờ. Anh cởi áo rồi đốt lửa kiểm tra vết thương. Do ngâm lâu nên toàn thân anh bị nhiễm trùng, nhưng Glass không có thời gian để nghỉ ngơi. Anh phải nhanh bổ sung năng lượng. May anh đã có nhiều năm kinh nghiệm đi rừng và ăn nó một cách thành khát. Anh mặc áo khoác cầm nặng lên, nhưng vừa leo lên bờ sông đã thấy đàn sói đói đang tấn công một con bò Tây Tạng. Anh chỉ có thể đứng từ xa đứng nhìn, hy vọng nhặt được chút thức ăn thừa.
Cứ thế cho đến tận khuya, Glass nhìn thấy bầy sói hoảng sợ bỏ chạy. Thì ra một người Arikara đã xua đuổi bầy sói. Dù biết rất nguy hiểm nhưng cơn đói đã buộc anh phải liều lĩnh. Vào lúc người Arikara rút cung tên, anh cũng giơ tay và quỳ xuống đất. Glass tỏ ra không có ác ý, chỉ hy vọng cho anh ta ăn một miếng. Dù sinh ra trên mảnh đất này đã là kẻ thù nhưng đối phương vẫn hào phóng ném cho anh miếng thịt bò. Glass nhặt lên và bắt đầu ăn như hổ đói. Dù mùi máu khiến anh buồn nôn nhưng để đối phương cảm thấy xa lạ, Glass vẫn chịu được ăn hết sạch. Ngày hôm sau, anh kể cho người kia nghe việc mình đã trải qua. Cả hai có câu chuyện gần như giống nhau. Anh ta bội phục tinh thần kiên cường của Glass và quyết định đưa anh lên đường cùng mình. Tuy nhiên, mỗi ngày trôi qua, vết thương của Glass ngày càng nghiêm trọng. Cuối cùng, trong một trận bão tuyết không thể chống cự nữa, anh ta vội vàng nhặt cành cây nhóm lửa. Sau đó, anh dựng lều và bôi thảo mộc lên vết thương của Glass, còn lại chỉ có thể dựa vào chính anh. Cùng lúc đó, cậu bé và gã thợ săn cuối cùng cũng quay trở lại trại. Gã nói dối rằng đã chôn cất Glass đàng hoàng nhưng con trai anh lại bị người Arikara bắt đi. Đội trưởng cũng thực hiện lời hứa ban đầu, anh ta cũng cảm thấy có lỗi vì đã mất đi bạn đồng hành cũ này. Mặt khác, Glass cuối cùng cũng chịu đựng qua. Người Arikara đã rời đi để tìm kiếm gia đình, còn để lại chiếc chân duy nhất của con bò. Glass thu dọn đồ đạc và bắt đầu lên đường, nhưng chưa đi được bao xa anh đã bị dọa sợ trước những gì mình nhìn thấy. Không ngờ cứu tinh của anh lại bị treo cổ một cách khó hiểu. Cách đó không xa, một nhóm người da trắng rõ ràng là hung thủ. Nhưng Glass không có năng lực để trả thù, anh ta chỉ có thể cứu một người phụ nữ Arikara bị trói. Sau khi hạ gục một tên, anh lén cưỡi ngựa bỏ chạy. May là con ngựa bị kinh sợ nên không bị đuổi kịp, nhưng vô tình làm rơi bình nước ở đây. Ngày thứ hai, Glass bị đánh thức bởi tên bay cũng không biết từ đâu xuất hiện nhóm người Arikara. Anh rút vũ khí ra liền hạ gục một tên. Sau đó anh ta vội cưỡi ngựa trắng và hoảng loạn bỏ chạy. Nhưng vì chân ngựa bị trúng mũi tên nên nó đã hất anh bay qua vách đá. May là cành cây đã đỏ phần lớn lực nên Glass vẫn sống sót. Nhưng vì nằm trong tuyết quá lâu nên cơ thể sắp suy sụp. Thấy trận bão tuyết sắp ập đến, để sống sót anh đặt bụng bạch mã sang một bên. Sau đó anh cởi bỏ quần áo và xây dựng một nơi trú ẩn tạm thời. Chỉ như vậy mới có thể sống sót trong gió tuyết lạnh. Ngày hôm sau, cuối cùng ông trời cũng yêu ái khiến anh lần nữa sống sót. Mặc dù phong cảnh sau trận tuyết vô tận, sự cô đơn giờ đã trở thành kẻ thù lớn nhất của anh. Nhưng anh ta không bao giờ quên sứ mệnh và viết tên hung thủ lên tường. Bên kia, một người đàn ông gặp nạn đã gõ cửa căn cứ. Anh ta kể rằng đoàn lữ hành của họ bị người Arikara tấn công và anh là người duy nhất trốn thoát. Anh ta hy vọng có một miếng ăn rồi sau đó lấy hết đồ đạc ra. Cậu bé nhìn qua đã nhận ra chiếc ấm trên bàn, đây chính là chiếc ấm mà Glass vô tình để quên trong trại. Đội trưởng dẫn người vội vã ra ngoài tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy Glass trong một đêm tối. Khi nhìn rõ mặt anh, mọi người đều bàng hoàng vô cùng. Người suýt bị gấu xé nát lại có thể sống sót tự trở về. Đội trưởng tức giận cầm một khẩu săn lao vào phòng, nhưng lúc này gã thợ săn đã biến mất và còn lấy đi của cải của họ. Đội trưởng trút hết sự tức giận lên cậu bé. May thay, Glass đã nói sự thật, cậu bé lúc đó cũng bị lừa. Bây giờ kẻ chết đã quay lại, làm sao anh có thể buông tha cho kẻ sát hại con trai mình? Glass và đội trưởng truy đuổi không ngừng nghỉ, nhất định phải truy bắt được kẻ sát nhân. Hai người bắt đầu tìm kiếm dọc theo vết chân còn sót lại trên tuyết, cho tới một ngã ba thì mất dấu. Bọn họ chỉ đành chia ra hành động, và đây cũng là một cái bẫy do gã thợ săn giăng ra. Rất nhanh, đội trưởng là người đầu tiên đụng phải gã này. Dù biết cơ hội chiến thắng rất mong manh nhưng anh ta vẫn kiên quyết rút súng ra. Tiếng súng cũng khiến Glass giật mình, nhưng khi đến nơi anh chỉ nhìn thấy thi thể lạnh ngắt của đội trưởng. Glass đành phải đưa anh ta về căn cứ trước, và gã thợ săn xảo quyệt đã chờ sẵn từ sớm trên con đường duy nhất. Gã cầm một khẩu súng săn cẩn thận bước tới, tuy nhiên khi mở sát ra gã chết lặng. Glass giả chết bất ngờ đứng dậy nhưng chỉ bắn trúng vai đối phương. Glass nhặt khẩu súng lên và bám sát, nhưng khu rừng đã trở thành rào cản tự nhiên của anh. Gã không cẩn thận lăn xuống sườn đồi, Glass không chút do dự nhảy xuống. Nhưng sau cú ngã như vậy đã bị kiệt sức, gã thợ săn xảo quyệt không muốn trốn nữa, gã muốn dùng cái chết của con trai mình để kích thích anh. Nhưng bây giờ Glass đã nhận ra khuôn mặt gã, Glass cầm diều lao về phía trước mà không cho đối thủ cơ hội lên tiếng. Trong lúc giao nhau, Glass nắm quyền tuyệt đối, anh dễ dàng đâm con dao vào bụng đối thủ nhưng anh cũng bị gã đá văng ra xa. Glass lại đuổi kịp, cưỡi trên thân gã và thề sẽ trả thù cho con trai. Gã lúc này cũng bắt đầu hoảng sợ. Gã cầu xin Glass hà mạng bởi vì hận thù cũng liên lụy tới đời tiếp theo. Glass nghe xong như đã nhận ra vấn đề, anh hiểu đạo lý ân ân tương báo bao giờ mới dứt. Nhưng lúc anh ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy một cặp người Arikara đang đi từ xa đến. Glass nghĩ ra một cách tuyệt vời, anh muốn giao việc trả thù vào tay ông trời. Gã trôi theo dòng sông, điều chờ đợi gã sẽ còn tàn bạo hơn. Cuộc trả thù của Glass cuối cùng đã xong, nhưng lúc này anh không còn sức để trốn nữa. Nhìn thấy người Arikara đang tiến về phía mình, nhưng họ không có động thủ. Khi đó, Glass mới nhận ra người phụ nữ trên lưng ngựa chính là người anh thuận tay cứu khi trộm ngựa. Anh cũng được cứu bởi chính lòng tốt của mình. Bộ phim đến đây là kết thúc rồi. Mọi người nhớ like và ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bộ phim mới nhé. Bye bye!